Giới thiệu với cả anh chị, tôi là Lê Dung, là co-founder and CEO của Italy Việt Nam, một công ty chuyên cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động bằng dinh dưỡng lành tính. Nói điều này không có nghĩa là chúng tôi kháng cự với lại là các công ty cung cấp thực phẩm chức năng hoặc là đại loại là như thế. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng là chúng ta chính là bác sĩ tốt nhất cho bản thân mình nếu chúng ta biết kiểm soát bữa ăn hàng ngày của gia đình mình. Tuy nhiên lần này tôi đến với BBC 24 không phải để nói về Italy mà làm startup mới. Xin anh chị cho tôi một tràng pháo tay. Có một startup mới, đấy là hai người coach. Hai người coach của Action Coach, nhưng mà không phải là coach một mình của tôi, nhưng rất truyền động lực. Đấy là coach Leo. Coach Leo là coach của tôi về EQ. Vì tôi tin rằng nếu mà mình đủ bình yên thì mình sẽ thành công trên mọi mặt trận. Và bản thân tôi thì thấy rằng là đủ tự tin khi mà mình đã trải qua Covid 2 năm vừa rồi và vẫn đứng đây nói chuyện, vẫn có thể chống chọi với các doanh nghiệp của mình. Và người coach truyền cảm hứng tiếp theo cho tôi là bạn Theo, rất trẻ, với một cái slogan là sợ gì làm đó. Chúng ta có rất nhiều nỗi sợ và vì sợ nên chúng ta không dám làm. Ngày hôm nay tôi chia sẻ một startup mới bởi vì là tôi cũng sẽ sợ gì làm đó. Một câu nói như thôi, chúng ta là người vẽ rất nhiều thứ và chúng ta không xem lại, chúng ta chụp nhiều màn hình chúng ta không xem lại. Thì Dung có một cái công, cái này không phải là công thức của Dung, nhưng mà Dung tin rằng nhiều anh chị đã biết công thức này và muốn chia sẻ với các anh chị. Đấy là 10 phút, 24 giờ và 7 ngày. Tất cả chúng ta đã được nghe rất nhiều bài học của các coach rồi. Hãy dành thời gian 10 phút để xem lại mỗi bài học đấy. Hãy thực hiện nó trong vòng 24 giờ và liên tục trong 7 ngày. Dung tin rằng sẽ thành công, bởi vì Dung sẽ làm được đấy với 90 ngày tiếp theo của Dung liên tục để cho startup mới buộc phải theo kế hoạch. Cảm ơn anh chị đã nghe.